Chị thấy giới trẻ bây giờ thì dậy thì sớm hay là muộn nhỉ? Chị thấy hiện tại bây giờ là sớm ấy. Thế thì chị đã dậy thì thành công chưa? Em nghĩ với nhan sắc này là đã dậy thì thành công chưa? Em nghĩ là với là thành công rồi đấy. Ừ đó. Chị dậy thì năm bao nhiêu tuổi ạ? Chị chắc là cũng vừa tầm tầm chung chung thôi. Thế thì trên ngoại hình này thì bộ phận nào là dậy thì thành công nhất ạ? Thành công nhất à? Chị nghĩ chắc là vòng 1 đấy. À thế ạ? Trời ơi! Ngoài vòng 1 thì thêm cái bộ phận nào nữa hả chị? Chỗ này chắc là nó gọi là phải cần người test thôi. Ui! Thế bao nhiêu người test rồi ạ? Chị nghĩ chắc là chưa có ai đâu. Tìm tên đéo là được! Như thế này mà chưa có ai tin được mọi người? Đó, thế mới độc thân mà. Thế thì em thấy chị nói là trên người chị thành công nhất là vòng 1. Thế thì vòng 1 của chị hiện tại giờ đang ở mức độ cam, quýt hay là bưởi ạ? Đối với chị cảm nhận chắc là cam á. Thế chị có thể nói cho em biết được số đo hiện tại của mình? Chắc là tầm 80 hoặc 85. Thế ngoài vòng 1 ra thì mình dậy thì thành công thì mình có mọc thêm cái gì không? Mọc thêm ấy à? Dạ. Chắc là có đấy, nhiều lắm. Cái gì nhà chị nhỉ? Như chẳng hạn là tóc này. Lông. Lông gì nhà chị nhỉ? Lông tay chị này. À thế ạ? Thế ở dưới thì không có lông gì ạ? Có chứ, lông chân. À lông chân. Lông chân đấy mọi người. Chị có lông nách không ạ? Chị nghĩ chắc là phải có chứ. Thế thì với ngoại hình này thì chị tự chấm điểm mình là bao nhiêu trên thang điểm 10 nhỉ? Chị nghĩ chắc là 9. Quá tự tin luôn mọi người ạ. Thế thì chốt lại thì chị thấy là trên cơ thể mình là bộ phận nào mà khiến chị tự tin nhất ạ? Tất nhiên là vòng 1 của chị rồi. Chị dậy thì năm bao nhiêu nhỉ? Chị dậy thì năm 12. Sớm thế ạ? Ừ sớm mà. Thế em dậy thì năm bao nhiêu? Em ạ, em 16 tuổi. Ui thế ạ? Thế chị là sớm à? Thế là sớm chị. Thế thì chị cho em hỏi thêm là bộ phận nào trên cơ thể của mình là dậy thì thành công nhất ạ? Thành công nhất à? Dạ. Chị nghĩ là khuôn mặt của chị. Thế thì chị dậy thì thành công như thế thì có dùng được không nhỉ? Dùng được chứ em, dùng nhiều ấy chứ. Dùng được như thế thì người yêu của chị ở một tuần bào chị mấy lần nhỉ? Nếu mà một tuần thì chị nghĩ là 7 ngày. Như thế có nhiều quá không chị? Không, bình thường mà em. Thế thì cái cảm giác trong đấy như nào chị? Sướng như em. Thế như nào chị? Nó tê tê phê phê. À, thế cái mà chị đang bào của người yêu chị là cái gì nhỉ? Tiền em. Vào tiền người yêu đi ăn, đưa đi ăn các thứ này, nghĩ gì ấy. Theo anh thì giới trẻ hiện tại bây giờ ấy là dậy thì sớm hay là muộn ạ? Nếu mà mình nghĩ là theo thực trạng hiện nay thì khá sớm. Thì anh Dương thì dậy thì năm bao nhiêu tuổi ạ? Mình thì chắc cỡ 16 đến 18. Theo anh thì bộ phận nào trên cơ thể anh là dậy thì thành công nhất ạ? Chắc mình có lông chân rồi. Trông cũng khá rộng. Ngoài mình lông chân ra thì còn có lông gì không? Thì bạn nghĩ ra lông gì thì chắc nó cũng mọc ở đấy thôi. Không biết thì tớ mới hỏi chứ. Lông gì ạ? Lông bụng luôn đấy. Lông bụng ạ? Thế thì ngoài lông chân và lông bụng ra thì mình còn có mọc thêm cái gì không nhỉ? Mọc thêm vài cái đầu đấy. Đầu gì ạ anh? Thì cậu em. Cậu em của anh là cái gì ạ? Em thằng em ruột. Vâng, thế thì theo anh thì con gái thì dậy thì thành công nhất là ở đâu ạ? Hoa quả và hải sản. Kinh nhé, hiểu biết thế. Hoa quả là hải sản là cam thịt quýt hay là cam thịt bưởi hay là như nào? Thì mình cứ nghĩ chắc là từ mận thành đào, đào thành cam, cam thành bưởi. Thế thì trong loại quả đấy thì anh thích nhất là quả gì nhỉ? Thế là mình á, thì mình nghĩ là quả cam. À quả cam mà. Cho nó vừa, nó vừa tay. Vừa tầm đúng không? Vừa tầm. Thế thì chốt lại thì với cái ngoại hình này của anh thì anh chấm mình bao nhiêu điểm ạ? Chắc là 6,5, 7. Tại sao lại mình lại chấm mình như thế thôi ạ? Còn sao lại không cho 9, 10 đi? Thế thì hơi tự tin thạch quá. Anh dậy thì năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Em thì dậy thì là giữa cấp 3, tầm 11 tuổi là em phát triển hoàn toàn và cũng như thế đến bây giờ ạ. Thế thì anh dậy thì cái gì trên người anh là dậy thì thành công nhất ạ? Thành công nhất ạ? Bộ não ạ. Bộ não?
Thế mình thành công như thế thì có cái gì mà nó mọc ra không? À, có nhiều ạ. Như cái là gì tóc, ạ? Tóc ạ. À thế ạ? Chân, tay ạ. Nhiều kiểu gì? Ngoài tóc và chân tay ra thì còn cái gì không ạ? À, cũng có một số cái khó nói chị ạ. Thế thì mọc cái chỗ nào nhiều nhất ạ? À, tóc ạ. À tóc. Ở dưới còn ạ? Ở dưới thì sao ạ? À, lông chân ạ. Lông chân. Gì nữa nào? Lông chân, bọc nhiều nhất là móng chân ạ. Thế thì chốt lại thì trên cơ thể của mình thì bộ phận nào là thành công nhất ạ? À, chiều cao ạ. Rất là cao cho mọi người. Thế chiều dài thì sao ạ? À, cái đấy thì phải thử mới biết được ạ. À thế ạ. Thế anh đã thử chưa ạ? À, cái đấy thì bí mật nhá. Trên cơ thể bạn bộ phận nào là dậy thì thành công nhất nhỉ? Vòng 1 ạ. Bộ phận nào ạ? Vòng 1 ạ. Vòng 1 ạ. Vòng 1 của mình thì size nào nhỉ? Cam, quýt hay là bưởi nhỉ? Nó nhỏ, nó nhỏ. Chọn một loại quả thôi. Em không so sánh được ấy ạ. Nó nằm ở giữa cam và bưởi. Ngoài vòng 1 và các vòng khác dậy thì thành công thì trên người của mình thành công có mọc thêm cái gì không nhỉ bạn nhỉ? Em không biết ạ. Có mọc thêm cái gì không ấy bạn? Có tóc ạ. Ngoài tóc ra thì còn có cái gì? Thôi ạ. Mọc lông không? Có mọc lông không? Tay, lông, chân ấy. Lông tay này, lông chân này bạn? Không ạ. À không luôn. Thế thì thế chứ người không có lông luôn. Có chứ ạ. Lông gì nhỉ? Không ạ. Để chốt lại thì trên cơ thể bạn thì bạn thấy bộ phận nào thành công nhất ạ? Chắc là vòng 1 đi ạ. À thế ạ. Thì mình cảm ơn bạn nhé. Thì mình xin phép sử dụng hình ảnh của bạn để mà đăng lên mạng xã hội được không ạ? Vâng. Anh em xin phép là sử dụng hình ảnh của mình để đăng lên mạng xã hội nhanh nhá. À, được bạn. 5.000 một clip. Ok bạn ạ. Ok.